Hello các bạn, hôm nay cho các bạn xem cái hình ảnh, cái hành động của con chồn nó đau bụng sắp đẻ là như thế nào nè. Đó, đang quần ổ các bạn, đang cắn ổ đó các bạn. Đó, lúc này nó nóng tính lắm các bạn à, nó dữ lắm các bạn thấy không, nó đụng gì nó cắn đó, đụng gì cắn đó, nó đau bụng các bạn. Kìa, nó cắn cái máng ăn nó chạy vô đó luôn rồi. Đó, ghê rồi, lật gỗ lên luôn rồi, thấy không? Đó. Đau bụng. Sáng giờ mình thấy lần quần dữ lắm mà. Con này chắc khoảng 2-3 tiếng đồng hồ nữa là nó đẻ rồi các bạn. Đó. Mình thích đi rình mò những cái cảm giác này lắm các bạn. Con này nó đẻ, lứa này nó là lứa thứ 3 rồi. Nè. Mình rình mò để mình theo dõi coi cái hành động của từng giai đoạn nó như thế nào. Các bạn thấy không? Bình thường thì hiền lành ha, đau bụng là hả họng, hả miệng ra. Đó, quậy nè, lật gỗ luôn. Cái con này hôm trước mình để cái gỗ vô cho nó đẻ nè các bạn. Nhưng mà nó chưa có đẻ liền. Bữa hôm là mình ghi ngày 15 tháng 7. Nhưng mà bữa nay mình quay cái lúc này là ngày 21 tháng 7 các bạn. Ngày 21 tháng 7 thì nó lệch 5 ngày. 6 ngày. Thường là nó lệch 2-3 ngày à. Nhưng mà chắc có thể là lúc mình ghi á mình nhầm với những con khác hay như thế nào đó các bạn. Phải không? Để tài lại là nó táp. Nhầm với con nào hay gì đó. Có thể là vậy. Thì mình theo dõi nó từ ngày 15 tới giờ, theo dõi hàng ngày nè. Hôm nay thì thấy cái biểu hiện đó các bạn. Các bạn thấy cái biểu hiện đó không? Lăng quăng, lăng sắn ha. Đó. Nó nè, nó cạp, nó cắn gỗ nè ha. Cạp nó cắn. Đau bụng quá mà. Cái con nó hiền, cái con nó xấu tính đó mày. Giống như đàn bà đẻ. Giống như đàn bà đẻ đó các bạn ơi. Có bà vô buồng đẻ, vô phòng đẻ nắm đầu chồng vậy đó. Đó. Thì mình nuôi thì mình thích quan sát các bạn. Quan sát từng hành động của con chồn. Thì qua những cái hành động giống như là phối giống nè. Rồi quá trình mang thai, rồi cho nó ăn những loại thức ăn. Rồi đến cái giai đoạn mà nó sắp đẻ như thế này nè. Mình đều theo dõi sát nó hết các bạn. Theo dõi hàng ngày luôn. Coi cái biểu hiện, cái hành động nó như thế nào. Đó. Thì cái việc mà mình nuôi mà mình theo dõi nó sát như vậy á. Thì nó giúp cho mình có được kinh nghiệm. Có được kinh nghiệm trong chăn nuôi thôi. Thì đối với những con vật nuôi khác cũng vậy các bạn. Mình cũng thích rình mò nó vậy đó. Đi rình nó. Đi rình nó coi nó phát triển như thế nào. Cái con chích cồ nó cắn gỗ rồi các bạn, cắn gỗ đó. Đó các bạn thấy không, nếu mà con chồn bình thường là nó không có hành động gì đâu, nó đang đau các bạn, mình cảm giác mà nó đang quậy trong bụng đó, sắp chui ra nên nó đau, nó không biết làm gì, nó cắn gỗ cắn lồng vậy đó. Cái gỗ này mình sẽ gia cố lại cho nó xuống cái mặt sàn. Rút cái kinh nghiệm là hôm trước mình có cột có hai bên kia rồi nó lật lên được, thì sau cái lưới đẻ này mình sẽ cột cái gỗ nó xuống cái sàn này nữa, sàn lưới luôn đó, là cho nó hết, không nó không còn có lật cái gỗ lên được ha. Đó, cái nhịp thở nó các bạn thấy là cái nhịp thở nó nhanh hơn nữa, nhịp thở nó nhanh hơn, giống như là đang mệt mỏi lắm, đang uể oải lắm như thế ha. Chuẩn bị đón thêm thành viên mới của trại chồn các bạn ơi. Đó. Bạn thấy là nó cuốn mình đó, liên tục. Nhào tới, nhào lui. Đó,
cắn gỗ nè, cạp cạp tổ nè. Nằm cuốn rồi đó các bạn. Chắc sắp sinh rồi đó. À, chồn con sắp ra rồi. Sắp chào đời. Hồi hộp lắm các bạn. Mặc dù đây không phải là cái lần đầu tiên mà mình thấy con chồn đẻ. Nhưng mà nè, mỗi lần nó đẻ vậy giống như mình cho mình cái cảm giác nó sao đó các bạn, khó tả lắm các bạn. Nó vui vui rồi tò mò cái cảnh nó đẻ. Các bạn nào mà chăn nuôi mà khi mà cái con vật nuôi của mình á nó chuẩn bị nó đẻ thì chuẩn bị mình đã có cái thành quả rồi, mình thấy nó cái niềm vui nó lâng lâng thì sao các bạn ha. Nếu mà các bạn đam mê chăn nuôi ha, giống như chích cồ cũng vậy. Chích cồ những ngày đầu tiên các bạn thấy à, mình gìn nó đẻ luôn các bạn. Gìn nó đẻ rớt trứng ra trong ổ luôn. La le cũng vậy các bạn. Thì thông qua những cái lần mà gìn mò như vậy á, để mình rút ra kinh nghiệm à, để khắc phục về cái cách làm tổ rồi cái cách để tìm hiểu về cái cách mình hiểu về cái cách đẻ trứng rồi cái cách đẻ con của những con vật mình nuôi như thế nào. Đó, chắc khoảng 1 tiếng 2 tiếng nó đẻ đó ha. Các bạn kiên nhẫn chờ đợi với mình nha. Hôm nay chia sẻ với các bạn luôn. Chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh này. Thì một tí nữa nó đẻ con, mình sẽ quay lại cho các bạn coi. Phối ngày 15 tháng 7 thì đẻ ngày 22 tháng 9 nó lệch 7 ngày các bạn. Thì cái con chồn mình nó phối giống thì liên tục từ 3 cho tới 5 ngày các bạn. Mà cái giai đoạn từ 3 cho tới 5 ngày này không biết nó đậu ngày nào. Thì mình ghi ở đây là cái ngày đầu tiên, cái ngày đầu nó phối giống nè. À, cái ngày đầu nó phối giống thì có thể là ngày thứ 3, thứ 5 gì đó nó đậu. Thì đến ngày 22 tháng 9 là nó đẻ. Đây nè các bạn. Thì có nghĩa là ban ngày các bạn, ban ngày hôm qua là mình canh á, các bạn thấy là cái hình ảnh là nó đang quần ổ, nó đang cắn ổ, nó đang coi như là nó đang đau bụng đẻ các bạn nha. Thì nó kéo dài cho tới tối nó mới đẻ các bạn. Mình cũng chủ quan các bạn nha. Mình không có theo dõi thì ban đêm mình làm những cái công việc mệt mỏi, mình không có coi như là không có theo dõi nó, không có bám sát thôi nó. Thì ngủ một giấc thức dậy á, thì nó đẻ ra luôn rồi các bạn. Không quay được cái cảnh mà cho nó nhìn nó đẻ cho các bạn xem. Thật là tiếc. Nhưng mà không sao. Cái con chồn này á, thì nó đã đẻ lứa thứ 3 rồi. Lứa này là lứa thứ 3. Nó cũng biết khôn con lắm. Nó cũng biết giữ con rồi. Nó biết cho bú rồi. Nó biết nói chung là nó đã có kinh nghiệm sinh sản rồi các bạn. Nên mình cũng yên tâm. Mình không có thức khuya để mình theo dõi nó các bạn nha. Đây nè. Lứa này là lứa thứ 3. Con nó đang bú nè. Con nó còn ướt nè, còn liếm nè. Thì lứa này nó đẻ được 3 con nha các bạn. 3 hay 4 con ta. Đây coi. Nó cũng hiền. Con này nó cũng hiền các bạn nha. Con này nó để coi. Được 3 con các bạn. Được 3 con còn ướt nè. Nha. Đó, lấy cưng hơn. Lấy cưng hơn các bạn ơi. Con cái này thì nó hiền, nó nổi nè, nó giữ như mấy con kia. Nên mình quay cho các bạn xem. Đó, bú nè, bú nè, quay gần gần cho các bạn xem nè. Đó, để chờ bú cho đây nha. Thấy cưng nha các bạn nha. Đó, quay gần của nó táp cái máy quay mình. Đó. Canh hôm qua mình dự định là nó khoảng 2-3 tiếng đồng hồ gì đó nữa nó đẻ. Nhưng mà nó kéo dài cho đến đêm, nó đẻ đêm. Để đêm thì không quay được cho các bạn xem. Thì hôm nay quay lại cái thành quả của mình đây ha. Dược cạn thành công. Em chồn này đã dược cạn thành công. Hình như là 4 con cái gì các bạn. 4 á, chứ hai lứa đầu nó đẻ 4 không á. 3, chính xác là 3 con. Cái này là cái đuôi. Cái đuôi chứ không phải là chồng con. Đó, các bạn thấy không?
mà nhiêu được nhiêu cái thì mình cũng chưa có coi, phải coi nhiêu được nhiêu cái mà thôi. Thôi để cho nó cứng cứng chút đi mình coi ha. Bây giờ con trồn này nó vừa đẻ xong thì chắc có thể là nó mắc sức đó các bạn, thì mình cho nó bồi bổ dinh dưỡng cho nó. Buổi sáng mình cho nó uống sữa rồi, bây giờ bữa nay mình cho nó thêm trứng vịt lộn các bạn. Trời, nó đang trứng vịt lộn cho nó có nhiều dinh dưỡng, nó nuôi con, nó có nhiều sữa nó nuôi con. Nè con, lại đây, lại la đây, hộp vịt nè, ngon lắm. Con này nó khoáng hộp vịt lộn lắm các bạn, khoáng vịt lộn đó nha. Cho nó nhiều dinh dưỡng, hồi sáng mình cho nó ăn chuối rồi uống sữa rồi thêm cho nó có sữa nhiều cho con nó bú, cho con nó mạnh các bạn ha. Mới đẻ ra leo trèo ghê không? mới đẻ nè leo trèo ghê không các bạn ha. Trời ơi, leo lên tới trên lưng mẹ nó luôn. Con gà mà, con này là con thứ ba, lứa thứ ba rồi, nó cứng lắm, nó khỏe lắm. Con cái này nó con bự con nữa các bạn đó, không phải không vịt lộn lắm. Lâu lâu mình cũng cho nó ăn hộp vịt lộn các bạn, cho nó ăn cho nó thay đổi khẩu vị của nó. Đây nè, còn cái này là cua đồng thì cho mấy con trồn bầu nó ăn, để cho con trồn đẻ này thử nó ăn cua nè. Ăn cua nè con, ăn cua không đó, cua đồng các bạn, khoái hộp vịt lộn mà chứ không phải cua đồng nè. Cua đồng không ăn không, làm con đi, làm con cho cứng xương. Đó, những cái con cua đồng này á, thì mình cho những cái con trồn mà đang mang bầu các bạn, mà cũng lâu lâu mình cũng cho cái đàn trồn của mình nó ăn cua đồng một lần cho nó thay đổi khẩu vị thức ăn của nó. Đó, quay cho các bạn xem trồn con mình định là mình lót ổ xong mình theo dõi nó, rồi mình quay lại cái cảnh mà con trồn nó đẻ cho các bạn xem. Mẹ con này nó đẻ ban đêm mà, nó đẻ vào ban đêm nên mình không có canh được, tại ban đêm mình phải nghỉ ngơi, tại vì một ngày mệt mỏi thì ban đêm phải nghỉ ngơi. Nè các bạn nhé, chồng con nè, con này thì nó hiền, nó khi mình quay phim thoải mái. Những cái con khác ấy, mình mà động vô ổ nó là nó tha con nó liền. Cái con mới đẻ ra mấy tiếng đồng hồ mà bò lên, các bạn thấy không, cứng á, đó, khóa heo vịt lộn nên nó không ăn cua. Thôi nhường cái con cua cho những con khác đi. Ăn cua không? Nè, ngán cua rồi. Tại vì cua đồng này ở quê mình nhiều lắm, mình cho nó ăn thường nó ngán. Có cái mình cho nó ăn hộp vịt đi. Nè, nó khoái hộp vịt lộn á. Trứng vịt lộn cũng tốt, có nhiều dinh dưỡng lắm các bạn. Nè, vịt lộn rồi, ăn liền, cho ăn cho lại sức các bạn. Đẻ một đêm hôm đẻ mệt mỏi rồi, mắc sức rồi đó, tự xử luôn chứ không cần tới ai can thiệp hết các bạn. Lứa này lứa thứ ba rồi cũng yên tâm các bạn nha, cũng yên tâm nên mình bỏ cho nó tự đẻ ha. Đó, đây là thành quả của mình đây các bạn ơi, ba em xích qua con này nó cũng dạng, nó cũng hiền, nó không đến nỗi nào nó nó có nghĩa là nó hung hăng các bạn ha. Đó không, đụng vô con nó được thì quay cho các bạn xem cái hình ảnh là con nó đây nè. Đó, đẻ được ba con đó. Chứ những con mà nó giữ mình phải che lại các bạn nha, mình không có dám tiếp xúc gì đâu. Con này nó hiền á, con này nó mến mình nè, con này mình đụng nó được không, nó hiền lắm, nó không đến nỗi nào. Tại vì lúc nhỏ mình chơi với nó thường nên nó xem mình như là bạn bè gì của nó nên nó không có làm dữ ha, nó không ăn. Những con khác là nãy giờ là nó ngậm con nó chạy vòng vòng rồi đó. Thì đó, thì quan sát rồi theo dõi rồi chăm sóc cho nó đó, từ từ dần dần thì mình sẽ có được cái kinh nghiệm trong cái chăn nuôi thôi các bạn nha. Nè, nên mình thích đi những cái con non này các bạn. À, vừa khoe với các bạn một cái ý tưởng này nữa, vừa khoe với các bạn một cái ý tưởng này thì hôm nay có những con trồn nó đã mở mắt rồi các bạn, nó đã mở mắt ra rồi, nó đã giống như là nó đã lớn lớn cứng cứng rồi. Thì để mình cho mấy con này ăn thì chuẩn bị mình
bắt ra các bạn. Có những ổ mà có những con đực các bạn. Có những con đực á, mình bắt ra. Bắt ra mình nuôi, gọi là nuôi mồ côi các bạn. Đây nè, cho các bạn xem nè. Nè, nuôi mồ côi á, gọi là làm thú cưng các bạn. Hơi tối nha, để mình bật cái lát lên cho các bạn coi. Đó, bạn thấy chưa? Đó, đây là hai cái ổ này được hai ổ này được ba con đực. Để mình bật cái đèn lên cho các bạn coi ha. Đó, hai cái ổ này thì được ba con đực, hai đực nè. Đó, thấy cưng không? Thấy cưng không các bạn nha. Bữa nay mở mắt rồi thì ba con này là hai lứa, hai lứa. Mỗi một ổ kia được hai con đực, chiếc ổ được con nè. Thấy cưng không? Chồng con đó các bạn. Thì cái ổ này nó đẻ ngày nó đẻ ngày 1 tháng 9 ha. Cái ổ bên đây nó đẻ ngày ngày 7 tháng 9. Đó, nó chênh lệch với nhau một tuần. Một tuần thì có con bự, có một con bự này, hai con nhỏ. Thì bữa nay quyết định đem cái những cái con đực thôi. Những cái con đực ra để làm thú cưng các bạn. Nuôi cái kiểu mình nuôi mà mình giống như chó mèo ở trong nhà vậy các bạn. Cho nó chạy giỡn với mình. Thì cái con đực các bạn biết sao mình ở cho cái trẻ. Tại sao các bạn biết mình đem cái con đực ra không? Tại vì cái con đực các bạn biết là nó có cái khi nó trưởng thành nó có cái túi hương nó thơm lắm các bạn. Con cái thì không có. Cái chồng hương này là như vậy. Nó có cái túi hương á, thơm lắm. Vì thế các bạn chơi thú cưng á thì các bạn thích nuôi con đực lắm. Thì mình cũng bắt trước, mình bắt ra mình nuôi thử ba con này như thế nào. Gọi là nuôi mồ côi đút sữa cho nó uống thôi. Bữa nay mở mắt rồi. Được mười mấy 20 ngày rồi. Con lớn này là được 21 ngày nè. Đó. Thì con này cũng đã được cũng gần 20 ngày rồi. Đó, mười mấy ngày rồi. Cái này là nuôi được rồi các bạn nha. Nuôi được rồi. Với cái kinh nghiệm của mình thì mình nuôi được các bạn nha. Nuôi để làm thú cưng. Giống như con mèo của nhà mình vậy đó. Giống như con mèo vậy các bạn ha. Đó. Thì cái con này nó hơi, các bạn thấy là cái con này nó hơi hơi dữ. Nó hay ngậm con đó nè. Nè. Con này nó hay ngậm con đó đó. Mình phải che kính nó lại như vậy nè. Các bạn thấy không? Đó. Mình bắt trong ổ này hai con. Hai con đực. Thì còn con cái trong đó đó. Đó. Còn con cái nó cho mẹ nó giữ. Bắt đực ra nuôi một coi. Thì ở bên đây cổ này hôm trước có một con đực à. Bắt ra luôn. Đó. Bên bắt ra nuôi một coi như thế nào các bạn. Nhìn thấy cưng các bạn. Giống mèo á. Đó. Nhìn thấy giống mèo con, nhìn thấy cưng lắm. Rồi, để mình đem những cái con chồm con này ra bên ngoài để mình nuôi. Rồi sau đó chia sẻ với các bạn ở những cái video về những cái con chồm. Đó. Để mình cho những cái con chồm nó ăn vào cái buổi chiều. Thì anh em ở trong trại dọn dẹp vệ sinh rồi cho ăn. Đó. Để mình phụ anh em cho ăn rồi mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Nếu mà các bạn nào mà quan tâm với những con vật nuôi bên trại thì nhớ đăng ký kênh và đón theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào các bạn và xin chào bà con.